Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel kiếm tiền mình nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một con game bài đổi thưởng rất chi là ngon và uy tín luôn. Rồi, hôm nay vốn của mình là 25 triệu thì mình sẽ đi chơi slot game là quay thú anh em nhá. Một trong slot cũng rất chi là ngon và kiếm ăn. Đấy, anh em nhiều anh em đã kiếm tiền chục 2-30 tiếng trên con quay thú này luôn anh em ơi. Đấy, còn kiếm 1-2 triệu thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, không phải bàn nữa. Link cài đặt con game này thì mình có để dưới phần mô tả của video. Anh em nào muốn trải nghiệm cũng như có thử nghiệm cái vận may của mình thì có thể là tải về anh em nhé. Rồi ok, thì là hôm nay ok, con này thì sắp tới nó diễn ra sự kiện là mừng đại lễ 30 tháng 4 nhá, ưu đãi cực khủng cho anh em này. Đấy, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4, anh em nhớ đăng nhập để xem nhá. Rồi sự kiện siêu hot nữa này. Đấy, sự kiện ngày thứ 6 siêu hot bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, cũng cực kỳ là ngon này. Rồi, con này thì min rút của nó tối thiểu là 50.000, sau 35 phút là tiền sẽ về tài khoản của anh em nhá. Đấy, ở đây thì mình cũng đã rút và nạp rất chi là nhiều tiền rồi, quan trọng là anh em có ăn được hay không thôi. Đấy, còn cái độ uy tín của nó thì rất chi là xanh chín anh em nhá. Rồi, quay thú đi. Đấy, ở đây là cái lịch sử cầu này anh em nhá. Én là toàn ra én rồi. Đi, mẹ mày, 100.000 én đi. Rồi, nói chung là khi mà anh em bắt đầu vào cuộc chơi thì anh em thấy là ôi thì kẹo mày nhiều cửa đặt thế này thì biết đặt cửa nào. Đấy, anh em nào mới thì không biết thì mình sẽ hướng dẫn này. Nói xả anh chà về gấu anh em ơi. Đấy, thì là vậy là về cửa x8 thì là mình hướng dẫn cho anh em là ở đây là có 4 cửa x8 là 4 cái cửa mà cực kỳ là dễ kiếm ăn luôn. Mình đã chơi và test rất chi là nhiều tiền rồi, rất chi là nhiều tiền, mất nhiều tiền để mất bài học để anh em hôm nay chia sẻ cho anh em. Thì anh em chỉ đánh tập trung 4 cửa x8 này thôi, còn trường hợp mà nó bị bẹt x6 x12 thì lúc đấy anh em lại tính tiếp không? Hôm nay vốn của mình là 25.600.000. Đấy, nó ra đại bàng này. Đại bàng là ra x8 rồi anh em ơi, đại bàng là ra x8 nhé. Rồi, tiếp này anh em mạo hiểm đặt 5 lít đi. Không ra thì anh em lại tính tiếp không? Xoay cầu thì chắc chắn là để bạn lại mang ra x8 rồi. Không biết là ra cửa nào, nhưng mà chắc chắn là ra x8. Đấy, chà. Gấu, chạy đi em ơi. À, lại bàn. Rồi, điệp mẹ phải ra gấu là cái chắc rồi. À, ra khỉ. Ngon luôn anh em ơi, 5840 là 2 triệu nữa. Đấy, tiền lên rất nhanh em ơi, 27 củ rồi. Nào xem nào, khỉ là ra công à, khỉ ra én này. Ôi, nói chung là không chắc chắn thì khỉ nó ra con gì thì anh em thể quanh bé không lít thôi. À, khỉ ra én đúng không, bật én 50 đi, mất gì đâu. 81 là 88 lít, thua thì mình vẫn có lỗ có 3 lít thôi em ơi. Khỉ rồi, đớp anh em ơi. Ngon thế chứ. Rồi 27 củ tư. Rồi, rất chi là ngon luôn anh em. Phẹt tiếp thôi. Rồi tiếng này anh em quật cho nó 150 hiểu không? Không chắc chắn thì anh em lại oanh bé có gì đâu. Rất chi là ngon và đơn giản thôi anh em ạ. Ái chà, nó về chim à. Ái giả, chim én hay ra gấu này. Chim én ra bồ câu này. Cược tiếp đi. Đấy, tiếng này phẹt cho mày 250 hả? 50 nữa đi. Nhịp nhẹ bồ câu chắc chắn rồi. Đấy, anh cứ tập trung 4 cửa x8 thôi. Nhịp nhẹ mày thua anh em lại quánh gấp thép lên hả? Thế nhưng mà anh em mà chơi theo cái lối mà quánh gấp thép ý, thì anh em phải dự trù được cho mình cái đồng vốn hả? Đấy, dự trù cho mình cái đồng vốn để làm sao mà anh em có thể đánh gấp thép chấp nhà cái 3-4 tiếng được hả? Nói chung là kinh nghiệm nó, chiến thuật nó chỉ là một phần thôi. Quan trọng là anh em phải có vốn nữa.
Ví dụ anh em có vốn mà 200-300 nghìn thì anh em đánh bé thôi, đánh 1-2 lít thôi, à, đánh 50 nghìn thôi. Anh em mẹ mày vốn mẹ 200-300, anh em toàn đánh toàn 50 mấy 70-80 thì mẹ mày 1 tiếng là hết rồi. Rồi đại bàng là ra x8 rồi, cược tiếp thôi anh em. Đại vã cho mày tướng mày 250 đi, không kịp rồi. Tướng này mà ra gấu là mỏi lắm đấy anh em ơi. Ui rồi đi mẹ ra gấu thật à. Ui rồi kéo phải đi mẹ. Thế mới cú gì nè. Đại bàng giờ lại đéo ra x8 nữa chị. Ây da. Thôi đi mẹ anh em lại cược tiếp thôi. Đó. Biết phải làm sao. Tám ba hai tư hai cục rưỡi vẫn lời được tí. Ấy à, đi mẹ dạy én rồi, hỏng rồi, bịp con mẹ. Anh em ơi tôi bị chúng nó bịp rồi. Ấy da, én này x8 này, én x8, én x8 bắt 1 triệu đi, 350 đúng không, 5 lít nữa 950, 50 con chim đi. Tiền thì đổ rất chi là nhiều rồi. Ui rồi tôi chết rồi rồi. Lại thỏa thế này. Địt mẹ mày nhục rồi anh em ơi. Bây giờ phải quật lên mỗi tiếng 2 triệu nữa. Mà 4 triệu 21 trừ đi 4 thì mẹ mày không gỡ ra được thì chết. À đâu 8 triệu chứ. Ui phát này mà không ăn là địt mẹ mày đúng là chết luôn. Cầu mong ra x8, cầu mong ra x8 rồi, địt mẹ mày ngoan. 29 củ anh em ơi, thế là ok rồi, chơi làm gì nữa không. Rồi link cái đặt game mình có để dưới phần mô tả của video. Anh em nào muốn chơi cũng như muốn trải nghiệm con game này thì có thể tải và cài đặt đăng ký theo link của mình nhá. Rồi hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Anh em nào mà thấy cái video mình hay thì có thể ủng hộ mình bằng một đợt like, một lượt đăng ký kênh anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem video mình.